Mày diễn đâu rồi? Dạ. Mày đâu có khác coi. Đi về mẹ. Đó, 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 đó. Anh ơi, mai mốt là anh cho chị Thủy về đây nhiều nhiều chút nha, để quay sản phẩm với em và để hát sân khấu nhiều nha. Nói gì thì nói chứ nghệ sĩ thì rất là nhớ sân khấu và rất là yêu nghề, cho nên là gì thì gì cũng ráng dành chút thời gian cho bà xã nha anh. Cảm ơn nhiều lắm nha. Em cũng cảm ơn chồng nhiều lắm nha. Bây giờ thì Võ Minh Lâm đang có mặt tại Cù Lao Phước Thiện, là một cái nơi mà Lâm đã từng chụp hình ở đây rồi. Cảnh ở đây rất là đẹp và đạo diễn thì rất là giỏi trong cái việc mà chọn bối cảnh để quay. Mỗi MV của Lâm thì lúc nào cũng có những cái bối cảnh khác nhau và những cái một cái môi trường rất là thiên nhiên và phù hợp với những người yêu thích thiên nhiên như là Võ Minh Lâm. Và ngày hôm nay thì đạo diễn cũng đã rất là giỏi trong cái chỉ đường đó mọi người. Đã chỉ đường sao? Là anh tài xế đây. Mọi người rất là rõ trong cái chuyện mà chỉ đường. Anh tài xế thì bị nhắn lộn địa chỉ đúng không anh? Đường gì mà nhắn đường gì? Nguyễn Văn Tân. Nguyễn Văn Tân hả? Mà là đạo diễn nhắn lại gì? Lê Văn Tân. À, đường người ta là Nguyễn Văn Tân mà đạo diễn nhắn là Lê Văn Tân. Đó. Rồi bắt đầu tìm đường muốn xỉu luôn. Chị Thủy có dặn đường chưa Thủy? Chị Hoàng sẽ chị ngủ thôi. Đó, một mình đạo diễn đi từ lúc 4 giờ mà cho tới 7 giờ rưỡi vẫn chưa tới nơi. Do đạo diễn chỉ đường đó mọi người. Còn Lâm á thì anh chụp hình á, cái tấm ván mà anh để cái cục đá. Sao quên tiêu rồi? Mà là chờ cái cục đá, cái tấm ván là trước cục đá. Nè tài xế Lâm nè, nói một lời công bằng đi. Cái tấm ván trước cục đá mà đi từ trước là từng này, thằng nào tháo ván mất tiêu rồi cục đá không à. Anh chỉ cái cục đá mà anh chụp hình là tấm ván nè lên cục đá. Rồi tài xế nói là cái cục đá này anh không phải đâu em, phải tìm chỗ nào có tấm dán thì mới đúng là cái chỗ diễn đó. Thế là đi tìm hoài tấm dán mà không có, tấm dán người ta tháo ra rồi, còn cục đá không làm tìm không ra. Nó vậy luôn không biết sao. Kéo lượn kiểu tắt bột nó qua bên kia tắt rồi. Con sông nhỏ quê tôi chiều xuống băng khoăng từng đám lục bình lên đến trôi rồi ra. Quá khóc, vừa mới đi gặp bác sĩ mắt tại vì quay khóc nhiều quá. Bởi vì ở ác gặp ác chứ đó. Trời ơi, rớt cái cọ nó không đi giặt lại đi lo chậm như mặt người ta. Mày con gì trùng. Cực mình quá. Mày diễn đâu rồi? Dạ. Mày đâu có khác coi. Đi về mẹ. Đó, con này cái áo người ta bảo đen. Bỏ bảo đen chết. Quá bảo đen là anh đó. Người ta là cái nửa áo hồng. Em đến đây chụp hình nè, chứ cũng chưa quay gì nhiều hết. Lần này thực sự là quay á, và quay lần đầu tiên với chị ở đây luôn á. Mà có phải công nhận khung cảnh ở đây đẹp, ở bên hông á là cái dòng sông. Dòng sông mà nó lại có hàng dừa nước rồi đủ thứ, những cái phong cảnh của làng quê Việt Nam. Ở đây có đầy đủ cây đa rồi cây sứ, cây khế rồi mọi thứ. Nói chung là đẹp, cái khung cảnh đẹp lắm, khung cảnh mà mình muốn quay kiểu gì cũng có đó. Ha, đẹp. Vậy thì chị em mình tranh thủ giờ lịch và đi Mỹ lại nha, mình quay thêm 4-5 cái nữa nha. Không được đâu anh, gì anh gước chị mà chị không đi là thôi mới không có cho gì hát nữa đâu. Thôi thì bây giờ là quy
sợ lắm cho tới ấp ho này nè. Một người nghệ sĩ chân chính lúc nào cũng muốn tìm cái khó, cái gọi là cái xương để mình nhờ, để mình từ từ mình gỡ từng miếng ra. Nhưng mà cái vấn đề đây là quá khó mà khó kỳ cục, hiểu không? Khó lạ lùng lắm, sợ lắm. Không anh nhìn là anh đi, anh với ai lùng lạ cao như mọi người lại cao nha, không lạ lùng nữa. Vô duyên tự nhiên vụ lạ lùng lùng ở đây. Mọi người thấy sao, mấy hai người đang đối đáp như thế nào? Tôi không bên ai hết á, ai cũng có một cái riêng hết á. Anh nói gì vậy? Ai mời anh tới đây vậy? Người này á là diễn viên, ca sĩ, là bam bum bỏ. Bây giờ vấn đề là ai gì làm? Ai bóc show em? Đạo diễn á muốn nói gì nói, tôi là cửa giữa. Bây giờ ai kêu? Nhưng mà ai bóc show em nói đi, ai trả tiền em? Tôi theo. Ai bóc show em, ai trả tiền? Thường thường em lấy tiền của ai? Nói chung là bên kia bên trả tiền. Thôi tôi đi thẳng, ăn lạ đi làm đi. Cái vấn đề ở đây không phải là Võ Minh Lâm đầu tiên khi hợp tác á, khi mà nói hợp đồng á, thì rất là dễ ăn dễ uống. Nhưng mà khi mà vô tới hiện trường á thì bắt đầu mới lòi cái bản chất xối trong lòng ra, rất là khó ăn khó nuốt khó nhai. Ý anh Huy tiên sinh nói là sói ca đó mọi người. Không có, con sói chứ không phải là sói, không sói. Gặp em gái theo chồng em trai thành đạt, chỉ thấy mình đang hạnh phúc vô. Đều khó chứ, đừng cho nó xịt lên vậy. Sang năm là 60 rồi thì cũng không phải là nói bỏ nghề, nhưng mà nó giống cái này, đúng là giống như tâm sự á Lam. Yeah. Chị nghĩ những cái gì mà chị thích, chị ước muốn thì trong cái chuyến này tự nhiên nó mọi thứ nó từ từ nó suôn sẻ, nó làm. Mà Lâm cũng cho chị với anh Hoàng xong việc chọn lựa những bài hát hợp, làm vừa làm chị thì nó hợp, tại mình lớn tuổi nè, rồi làm mẹ nữa. Yeah. Rồi thức là thêm chuẩn bị coi nha, vai bà mẹ khùng nữa rất là hay. Bà mẹ khùng diễn vai khùng nè, đây là diễn vai con nè. Mà thật sự là em không thích quay với chị tí nào hết trơn á. Sao vậy? Quay với chị ca, chị là ép em quá à, chị ca chị lớn em quá à. Thành ra người ta nghe chị ca không mà diễn cũng diễn hay quá trời quá đất luôn, là phải em phải bị cuốn theo chị á, cho nên là không thích quay với chị đâu. Chết cha, vậy rồi sao mày mất khỏi dịp phải không? Cho nên là bây giờ để làm sao mà cho hết thích á thì mình phải quay nhiều chút nữa. Cho nên cái cảm giác hết thích nó bắt đầu nó giảm dần từ từ sẽ chuyển sang thích, đúng không? Thật ra cái gì vừa thôi thì người ta sẽ còn nhớ, mà nhiều quá thì nó ôi bà này khá hoài, nó ghét con. Có không mọi người? Không có ghét đâu ha mọi người ha. Không ghét phải không? Nhớ coi cái kênh của Lâm nha, chứ Thủy không có, Thủy chưa biết làm mấy vụ này. Mà muốn đi về đi em nhỏ to cho chị làm thêm kênh giống em. Em cũng mới làm mà. Thì con gái nuôi chị đó bảo Châu đó, nói là bà Châu sẽ làm cái gì cho mọi người coi thôi, chứ chị không biết cái vụ mà bấm cái gì đó, nhưng mà mai mốt chị về kêu nó chị sẽ bấm cho em. Dạ thôi để em xin phép cái nha. Anh ơi, mai mốt là anh cho chị Thủy về đây nhiều chút nha, để quay sản phẩm với em và để hát sân khấu nhiều nha. Nói gì thì nói chứ nghệ sĩ thì rất là nhớ sân khấu và rất là yêu nghề, cho nên là gì thì gì cũng ráng dành chút thời gian cho bà xã nha anh. Cảm ơn nhiều lắm nha. Em cũng cảm ơn chồng nhiều lắm nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, Lâm và chị Thủy quay tiếp đây. Tạm biệt. Coi cái kênh của Lâm nha. Đi chị ơi. Thôi chị đi nha. Dạ. Đẻ chi mà đẻ quá trời, bầy con tám đứa chịu đời sao khăn. Em giờ héo úa dung nhan, còn anh cài chẳng dám than một lời. Gương ao râu vấp rối bời, sáng mưa chiều nắng tối ngồi phơi xuôi. Con nào mình đẻ mình